Xin chào các bạn. Trong clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối guitar vào app của điện thoại và những cái tính năng rất là hay ho của nó. Đầu tiên các bạn phải tải cái ứng dụng có tên là GTRS. Và tất nhiên là cái ứng dụng này nó miễn phí, không không tốn một chi phí nào cả. Rồi sau khi tải về xong thì chúng ta mở ra. Ở đây nó yêu cầu chúng ta cấp phép cho sử dụng Bluetooth và định vị thì phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kết nối bằng cách Connect. Các bạn phải bật cái đàn lên nha. Nhấn vào chỗ Connect. Nó đang quét các thiết bị của mình. Ở đây nó đã tìm ra tên của thiết bị của mình là GTRS. Nhấn vào. Đang load này các bạn ơi. Ok. Với các bạn khi mà sử dụng lần đầu tiên, nó sẽ yêu cầu các bạn quét cái mã QR thì mới có thể đăng nhập được. Thì các bạn chú ý nó có hai chỗ đây. Ở đây hoặc là trên này nha. Đó, các bạn quét cái này là đăng nhập được. Như mình thì mình đã quét rồi, mình thực hiện lại cho các bạn thôi. Thì nó có rất là nhiều cái mục và các bạn chú ý là để sử dụng nó hoàn hảo nhất thì chúng ta vào cái mục đầu tiên có cái hình cái cờ lê nè. Đó. Thì ở đây nó có cái dấu cái răng cưa đó, các bạn bấm vào cho mình. Ở trong này nó có rất là nhiều cái mục khác nhau và chúc các bạn nhớ ấn vào cái chữ Global để chúng ta cài đặt ban đầu cho nó. Thứ nhất là Output Mode, có nghĩa là cái chế độ đầu ra. Nếu như các bạn xài AM thì chúng ta chọn là AM. Nếu như các bạn xài Headphone thì chọn Headphone, các bạn xài Mixer thì, hoặc là các bạn xài vào sao cạc thu âm thì chọn là Interface Mixer. Đó là cái thứ nhất. Như mình ở đây mình xài loa kiểm âm, mình có thể chọn headphone hoặc là interface đều được. Thứ hai là cái Global EQ. Thì Global EQ này là cái EQ tổng của cái đàn hả? Tất cả các tiếng nó sẽ nhiều treble hay là tất cả các tiếng nó sẽ nhiều bass, đó là ở cái Global này ha. Rồi thì ở đây mình đang để là 000 mặc định hết. Input gain cũng vậy, tất cả đều đang mặc định. Thì như mình đã nói trong clip trước thì cái phần Super Knob nó sẽ có hai chức năng và các bạn sẽ lựa chọn tùy theo ý thích của mình. Thứ nhất là Guitar Sim Switch, nghĩa là ở đây là một cái jack strap, nó có cho phép chúng ta giả lập cây holo, giả lập cây tele, giả lập cây sua, vân vân là ở đây. Và chức năng phổ thông đó là chức năng Reset Select, có nghĩa là chúng ta sẽ đổi tiếng ha.